chỉ với một tờ giấy màu và một hộp bút màu là chúng ta đã có thể nói tiếng Anh được với con ở nhà. Ví dụ như là ở đây Thảo đang có một cái tờ Peppa Pig. Các bạn có thể download ở trên Google, nó có cái phần này ha. Rồi Thảo có một cái bộ bút màu đây, here. Bộ bút màu rất là đồ sộ. Rồi Thảo cho các bạn xem cái bộ bút màu của nhà Thảo nha. Rồi, đây là cái bộ bút màu ha. Mình mở nó ra có rất là nhiều màu mà. Andy đã làm mất một số màu rồi nhưng mà còn rất 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 là nhiều màu đây. Thì bạn nào không có nhiều màu thì chỉ cần 5 màu thôi là cũng được rồi, 7 màu thôi cũng được rồi. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà mình có thể dùng với cái bút màu này á là các bạn có thể nói là hỏi con cái câu hỏi đơn giản nhất là what color is it? What color is it? It's red. What color is it? It's black. What color is it? It's gray. What color is it? It's yellow light, yellow right? Đó là cái câu hỏi đầu tiên. Rồi, khi mà mình đã hỏi hết cái màu sắc rồi, mình cũng đã có cái tờ giấy này ở đây rồi, thì mình bắt đầu mình tìm hiểu nhá. Ví dụ như ở đây là có flowers, có con Peppa Pig, rồi có cái ears, có cái mouth, có cái mắt, là cái eyes, có cái miệng hay cái má, cái cheeks. Thì mình sẽ nói với con một cái câu rất là đơn giản thôi. Let's color the ears red, chẳng hạn ha. Let's color the ear red. Thì mình color the ear red. Đó, thì đặt cả một cái màu đỏ đây. Thì mình lại hỏi tiếp, mình nói với con tiếp là let's color the cheeks pink. Let's color the cheeks pink. Thì con phải vừa nghe để hiểu cái cheek là cái gì, rồi cái pink là cái gì. Thì lúc đó bạn lấy cái màu pink ra. Nếu như bạn hiểu được thì bạn sẽ lấy được cái màu pink ra và bạn color cái chick này là pink. Đó thì chỉ cần mình nhớ được hết hoặc là mình tra từ điển ra hết tất cả các cái bộ phận ở trong cái tranh này xong mình nói là let's color cái gì đó, màu gì đó. Ví dụ như là let's color the flowers hoặc là let's color the heart yellow thì con sẽ tô cái yellow. Let's color the flowers yellow too. Thì mình sẽ color cái flowers này yellow. Đó, thì cái bạn nhỏ nhà mình thông qua cái việc tô màu, bạn đã có thể nói tiếng Anh rồi. Và khi mà tô màu thì bạn chỉ tập trung tô màu thôi nên bạn không hình dung là bạn đang học. Nhưng mà chính những cái lúc mà mình nói tiếng Anh với con như vậy á thì bạn sẽ học được rất là nhiều thứ. Và đó chính là cái phương pháp mà Iflita Edu mang tới cho các gia đình. Tức là tiếng Anh nó phải xuất phát từ trong đời sống. Bởi vì khi mà tiếng Anh nó được dùng trong đời sống thì nó mới trở về đúng với bản chất của ngôn ngữ, đó là gì? Là giao tiếp để người khác hiểu cái ý mình muốn nói và mình hiểu được ý mà người khác muốn nói. Và nếu như mà các bạn muốn đưa tiếng Anh vào trong đời sống gia đình mà các bạn chưa biết cách á, thì hãy inbox cho Iflita. Thảo có một cái chương trình học, nó chỉ là 489.000 thôi nhưng mà nó có sách, có giáo cụ, có phần mềm phát âm, có các cái buổi Zoom cùng với Thảo để đảm bảo là các bạn có thể ngay lập tức các bạn nói tiếng Anh với con ở nhà và giúp cho con giỏi tiếng Anh ngay tại nhà với những cái trường hợp tương tự như thế này này. Hãy inbox ngay để Thảo hướng dẫn nhé.